Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay sẽ là một video review và món đồ hôm nay mình muốn review đó là cái máy ảnh Fuji. Máy ảnh Fuji này thì đã được mua khá là lâu rồi và trước đây thì mình đã không từng coi trọng cái máy này lắm. Mình nghĩ là nó khá là phí tiền và khá là không phù hợp với cái nhu cầu của mình. Kiểu những người mà đã có máy ảnh số giống như mình ấy thì không cần cái máy ảnh như này. Nhưng mà hôm nay mình lại giới thiệu mọi người cái máy này. Vì sao? Vì mình đã thay đổi quan điểm. Vì trong thời gian dịch này mình không thể đi ra ngoài được, mình đã mang cái máy này thì mình chụp và mình thấy là nó có nhiều thứ nó hơn cái máy ảnh số của mình. Rồi mình thấy nhiều thứ mà mình có thể sử dụng rất là vui vẻ với cái máy này khi ở nhà, khi đi du lịch, cho những bạn mà là dụ thích cái chất ảnh màu phim chẳng hạn, hoặc là dành cho những bạn mà không thích rườm rà, thích chụp phát ăn liền luôn. Và trong video này mình sẽ nói luôn là vì sao có những bạn sẽ không thích cái máy này, ghét đắng cái máy này. Ok, mọi người theo dõi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái ngoại hình của máy này trước. Mọi người có thể thấy máy này nhìn rất là đẹp, rất vintage đúng không? Bây giờ Fuji đã ra rất nhiều loại máy mới rồi. Cái máy này chắc là được mua rất là lâu rồi. Đây là mã Fuji Intact Mini 50S của Fujifilm Instant Camera. Thì cái máy này hiện tại là mình thấy nó lại đẹp hơn cái máy mới bây giờ. Máy mới bây giờ mình thấy là nó hơi bo cong quá, nó nhìn nó kiểu hơi tính cute quá ấy. Cái máy này thì nó trung tính hơn. Nó sử dụng một cái vỏ nhựa trắng, hơi bóng, cũng không bóng lắm. À, thực ra cũng bóng phết đấy. Do cái máy này khả năng mà do máy này nó hơi cũ rồi, nó không bóng lắm nữa. Chứ còn cái nhựa này là nhựa sờ rất là thích tay chứ không kiểu nhựa dầm dầm đâu, nên là cầm rất là thích. Cái máy này khá là nhẹ, chỉ tầm khoảng 300g thôi. Ở phần phía trước của máy sẽ là một cái ống kính, đây mình sẽ bật cho mọi người xem. Đó, khi mình bật thì cái ống kính nó sẽ lòi ra. Ống kính này thì có thể lấy nét từ 60cm cho đến vô cực, tức là mọi người có thể đứng tầm khoảng trước cái máy ảnh này 60cm để chụp và lấy nét được đến vô cực. Mình không rõ nhưng mình đọc cái thông số máy này trước khi mình làm cái video này thì nó lấy nét được từ 30cm cơ. Nhưng không hiểu tại sao ở đây ở trên len ấy nó ghi là 60cm, thì mình sẽ tìm hiểu lại thêm. Và ở cạnh cái len thì sẽ có thêm một cái nút bấm chụp ảnh nữa. Nút này đây, nút này mình có thể cầm rất là tiện tay, bấm vào đây. Ok. Nhưng mà vì cái bán cầm này mình thấy nó hơi nhỏ ấy, nên là nó cầm nó không được chắc tay lắm nhỉ. Đây, cầm như này nó hơi cảm thấy không chắc tay lắm, nhưng mà nó cũng được. Máy này nó gọn mà, nên không đòi hỏi gì nhiều. Tiếp theo nữa sẽ là một cái ống kính ở đây. À, cái gì? Khung ngắm. Đây là một cái khung ngắm để mình có thể ngắm vào đây này. Mình biết là mình đang chụp cái gì và cái hình chụp ấy, mình sẽ căn khung như thế nào. Thì đây là một cái khung ngắm. Nó sẽ thông ra đằng sau như này. Đây là cái đằng sau để mình đưa mắt mình vào. Và đây là đằng trước để họ lấy cái khung ngắm ảnh của mình. Ảnh như nào thì khi mình ngắm vào đây thì mình sẽ biết. Ok. Tiếp theo nó là một cái đèn flash. Đèn flash này mình sử dụng khi trời tối. Đèn flash này có thể bật tự động. Thì tiếp theo ở mặt sau có nút nguồn. Nút nguồn ở đây, màu đỏ luôn, cho mọi người biết là nút nguồn luôn, rất là dễ. Bấm vào đây thì cái camera sẽ bật lên. Và bên cạnh cái nút nguồn sẽ là một cái màn hình LCD. LCD đơn sắc thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho mình biết là ở trong máy của mình sẽ còn chụp được bao nhiêu tấm. Thì hiện tại máy mình nó còn được chụp được 8 tấm, tức là mình sử dụng được 2 tấm rồi. Cái này thì sử dụng hộp phim. Thì cái hộp phim này mỗi hộp thì nó sẽ có 10 tấm. Thì ở đây nó sẽ đếm ngược cho mình. Tức là mình chụp được 2 cái rồi thì nó sẽ còn 8 cái nữa có thể chụp. Mình nhìn vào đây mình biết là mình đã còn bao nhiêu cái, mình còn căn mình mua thêm hoặc là mình lắp thêm khi mình cần. Và tiếp theo nữa là đây nút hẹn giờ. Thì mình có thể hẹn giờ được. Đây, khi bấm vào đây thì nó bấm cho mình hẹn giờ. Hình như mặc định bấm một phát nó sẽ là 10 giây, còn nếu bấm lên hẹn số 2 nó sẽ là 2 giây. Thì mình sẽ hẹn được hai mức là 2 giây và 10 giây. Tiếp theo nó sẽ là ấn bật flash. Và tiếp theo nữa đó là like và dark. Lúc đầu mình không hiểu like và dark cái gì, giúp sau mình đọc thông số ấy, thì mình thấy là có cộng trừ EV. Thì mình nghĩ là cái này sẽ là cộng trừ EV. Thì cộng trừ EV nó đơn giản, nó là sẽ là giúp cho mình khi mà trời tối quá hoặc sáng quá thì mình có thể căn vào đấy mình chỉnh để cho nó chụp cho đỡ bị cháy hoặc là đỡ bị tối om om ra. Ok, tiếp theo nó sẽ là một phần nữa là cái rất phần rất quan trọng. Đây là phần nhả cái ảnh khi mà in ra. Thì khi mình bấm chụp nhá, thì ở trong máy nó sẽ nhả cái ảnh ra đây. Thì tí mình sẽ làm demo cho mọi người xem.
mình sẽ chờ trong 90 giây để cho ảnh nó nổi lên. Ở phần đáy nó sẽ có một cái lỗ để cắm chân máy. Như nãy mình nói, khi nút hẹn giờ ấy, thì là mình bấm hẹn giờ, xong là mình chạy ra mình chụp thôi. Thì mình tự chụp khi mình đi chơi chẳng hạn. Ở bên cạnh thì sẽ có một cái phím gọi là phím gạt này, như là phim. Thì phím này giúp cho mình lấy cái phim ra khỏi máy. Thì là dụ mình hết phim ở trong này này, mình ấn vào đây, mình gạt vào đây, mình gạt vào cái nút này thì nó sẽ mở cái hộp này ra để mình lắp cái phim vào. Mình không biết là có cái này có khi mình đang sử dụng có tháo ra không, nhưng tốt nhất mình không nên tháo, nghĩa hỏng của cục phim của mình thì phí tiền lắm. Ok, lúc nào mà mình thay phim mình sẽ quay cho mọi người sau. Phần nữa mình muốn giới thiệu đó là cái pin. Pin thì ở đây sử dụng hai cục pin, mình mọi người tháo thì mình tháo cho mọi người xem nhé. Thì đây, hai cục pin CR32 thì phải, nếu không nhầm. Đây là hai cục pin CR32, pin này là pin sạc nhé. Thì mình mọi người chụp hết rồi có thể lắp vào để sạc. Ok, mình đã giới thiệu qua về cái ngoại hình của cái máy này rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói là cái máy này chụp như thế nào. Đây là một cái máy hướng đến cái người sử dụng là không phải là người chuyên chụp ảnh. Nên là cách sử dụng của nó cũng rất đơn giản. Mọi người chỉ việc bật lên, ấn nguồn đây, bật lên một phát. Rồi mọi người căn khung ở đây, nút chụp thì đây rồi, mọi người có thể ấm chụp một cái là xong. Mình tiếp tiền mình đi chụp ngay, tí mình làm đi mua. Ok, ở trong phần này thì mọi người có lưu ý là đây, thì lúc nãy mình có nói là đây là phím chức năng, mọi người có thể tùy chọn. Ở trong này mình đã tối quá mình bật flash lên, mình cắm chân, mình ở ngoài mình vào mình chụp thì mình sẽ ấm hẹn giờ ở đây. Nói chung là có một vài phím chức năng đây thì nó cũng không có gì phức tạp cả. Và máy này là máy kiểu point to shot, là bấm là chụp thôi, nó sẽ tự động hết, mình không phải làm gì. Bây giờ mình sẽ sang phần demo nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chụp bạn Bún nhà mình nhé. Đây là bạn Bún. Bạn Bún đang không biết có hợp tác hay không nữa. Ok, Bún, ra đây chơi đã. Để chụp ảnh cho ảnh nhé. Đây. Giờ mình sẽ ngắm bạn Bún này. Bún Trinh. Gì? Bún. Ok, mình đã chụp rồi. Và bây giờ khi mà hiện ra thì nó sẽ không có gì như này. Và mình sẽ chờ khoảng 1 phút rưỡi để nó hiện ra nhé. Thường mọi người sẽ bảo là kẹp vào nách thì nó sẽ hiện ra nhanh hơn và ảnh nó sẽ đẹp hơn. Và mọi người nhìn lại đây, bây giờ số ảnh của mình có là 7 ảnh. Đây, mọi người nhìn thấy không? Sợ gần quá không? À, sợ bé không nhìn thấy. Để tí mình, mọi người sẽ... Và trong lúc chờ đợi cái ảnh này nó hiện lên thì mình sẽ nói là cái máy ảnh này dành cho những bạn nào. Thì dành cho những bạn mà thích cái màu phim. Vì cái máy ảnh này nó sẽ ra đặc trưng là cái màu của màu phim. Thì những bạn nào mà kiểu mê thích máy phim mà không thích những cái máy phim cũ ấy, nó hơi phức tạp và nó không phổ thông lắm, thì mọi người có thể dùng cái máy này để chụp ra những cái tấm ảnh phim cực kỳ đẹp. Và dành cho những bạn nào thích những cái kiểu phong cách như kiểu vintage hoặc là những cái kiểu mà chụp ăn liền ấy, thì rất là phù hợp. Mọi người có thể chụp sinh hoạt ở nhà và lấy được luôn, không phải mang ra hàng in nữa. Và những bạn nào mà đi chơi muốn có ảnh luôn chẳng hạn thì càng thích cái máy này. Cũng rất nhiều người mua cái máy này để dành cho đi chơi. Còn mình thì như đợt vừa rồi ở nhà dịch thì mình sử dụng cái máy này, mình thấy là nó rất là phù hợp với gia đình luôn, chứ không nhất thiết là phải đi chơi. Nên mình mới làm cái video review cho mọi người để mọi người có thể thêm lựa chọn để mọi người vui vẻ trong những ngày giãn cách. Vừa rồi thì mình đã nói rất nhiều ưu điểm của máy này rồi đúng không? Đẹp này, gọn này, và nó có thể in ảnh lấy ngay, cho ra cái ảnh khá là ok. Tí mình cho mày xem cái này nó chưa xong. Nó có nhược điểm là gì? Thực ra nó nhỏ thì cũng không phải nhỏ quá. Nếu so với những cái máy ảnh hiện đại bây giờ thì nó vẫn to hơn. Cái thứ hai mình muốn nói là mình không thích ở cái máy này, đó là cái phim đắt quá. Cái phim mà tính ra là mình mua là rẻ lắm rồi ấy, thì nó cũng loanh quanh phải là 15-20 nghìn một tấm. Tức là mình bấm chụp một cái là mất 20 nghìn, mất 15-20 nghìn rồi. Không biết là chụp hỏng máy chụp ấy. Cái này là một nhược điểm so với máy số, thì mình có thể chụp lại được các kiểu, có thể chụp lại được, không thích thì mình chụp cái khác đúng không? Cái này mình chụp một phát là mình phải ăn luôn, không có chuyện là mình làm lại, hoặc là làm lại thì mất thêm tiền thôi. Cái này mình phải đánh đổi. Nhưng mà cái chụp ăn luôn này, như này ấy, thì mình không có cơ hội sửa chữa. Và cái này cũng là một nhược điểm, cũng là ưu điểm luôn. Không thể sửa chữa, tức là cái khoảnh khắc đấy của mình là thật, và mình nó đem lại cho mình cái cảm giác là mình chụp ảnh phim của ngày xưa. Còn
những bạn nào mà kiểu như thích chụp xong sửa rồi bóp mặt rồi xóa mụn các kiểu thì không có cơ hội ở trên cái máy này đâu. Nên đây là một ưu điểm cũng là một nhược điểm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ảnh mà nó in nhá. Nó vẫn chưa ấy, nó vẫn chưa xong. Rồi để mình lấy cho mọi người cái ảnh mà mình in chụp hôm nọ rồi. Và đây là cái ảnh hôm trước mình đã chụp, thì ảnh này nó đã rõ nét rồi, để lúc nó sẽ nét như này. Và mọi người thấy không, ảnh nó rất là trong nhưng nó không bị đục nhức như kiểu ảnh mình rửa đâu. Mình không hiểu tại sao nó lại trong hơn là cái ảnh mà mình hay in. Thì bình thường mọi người hay in chụp ảnh điện thoại đúng không, xong là mang ra hàng rồi in đúng không, nhưng mà cái này nó sẽ nét hẳn cái ảnh mà mình mang ra hàng đi. Thì mình không hiểu tại sao lại thế, nhưng mà có thể là do cái chất lượng phim của nó tốt. Vừa rồi thì mình đã cùng mọi người review cái máy ảnh là Fuji Instant Camera. Cái máy ảnh này trước mình không đánh giá cao, bây giờ mình thấy là máy ảnh rất có ích trong những ngày dịch này, trong những ngày mà mình có thể không ra ngoài đi được. Và mình hy vọng là sắp tới, trong những chuyến du lịch sắp tới thì mình sẽ dùng máy này để mình chụp trong nước, mình đi chơi nữa. Và máy ảnh này thì có ưu điểm là nó nhỏ gọn, đẹp, mang đi mình có thể chụp ảnh với ngay. Và mọi người thì có ý kiến gì về cái máy ảnh này nữa thì comment bên dưới nhé. Đó là mọi người đã xem hết video, hẹn lại video sau. Bye bye.